Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 2.000 cơ sở giáo dục, hơn 870.000 học sinh, hơn 5 vạn cán bộ giáo viên. Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Năm học 2024-2025, các trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số nhằm đổi mới phương pháp dạy học quản lý cũng như nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 100% đơn vị trường học được trang bị máy vi tính và có mạng Wi-Fi cung cấp miễn phí cho cán bộ, giáo viên và học sinh gần 2.000 đơn vị quản lý giáo dục, trường học đã và đang được Viettel, VNPT hỗ trợ miễn phí từ 1 đến 2 đường truyền Internet cáp quang, đảm bảo tốt công tác quản lý giảng dạy theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. 100% trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Các phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ điểm danh thông minh, các ứng dụng dành cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh trên nền tảng Internet cũng đang được các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả tất cả các cái phòng học rồi đều có tivi thông minh. Đó là sự đầu tư của các cấp, đồng thời cũng là cái nguồn xã hội hóa của cha mẹ học sinh, đầu tư cho từng lớp học, từng phòng học thông minh. Và đặc biệt đó là cái hiệu quả đem lại đó cái chất lượng của nhà trường những cái năm học vừa qua là thầy cô thì hứng thú, trò cũng rất là đam mê trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học. Ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đang tiếp tục xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho các trường học theo hướng hiện đại, thiết thực hiệu quả, hướng tới mô hình giáo dục thông minh. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% các trường được kết nối đường truyền internet băng thông rộng, 100% học sinh được tiếp cận dịch vụ internet và các kho học liệu trực tuyến, 100% các trường học có trang bị thông tin điện tử đáp ứng việc triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ toàn ngành.